Cao Bằng đầu năm 1979. Tác giả Trọng Bảo, giọng đọc Hải Yến, số 12. Sau chiến tranh là việc thu dọn chiến trường, khôi phục trận địa, làm công tác thương binh liệt sĩ. Cùng với đó là việc khen thưởng cho những người lập công trong chiến đấu. Những người lính có lẽ chẳng ai mong sẽ được nhận huân huy chương hay các danh hiệu này nọ nhờ có chiến tranh. Ai cũng mong chiến tranh đừng xảy ra, hòa bình vẫn tốt hơn. Khi chiến tranh đã xảy ra rồi, kẻ thù xâm lược đã đến, thì những tấm huân chương, những danh hiệu cao quý luôn là niềm tự hào của những người đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Nhưng tấm huy chương nào thì cũng có hai mặt. Một buổi trưa, đi đào công sự về mệt quá, ăn cơm xong tôi lăn ra ngủ. Vừa chợp mắt một lát thì có người lay gọi, dậy, dậy ngay. Tôi còng nhau, dậy làm gì, đào công sự cả buổi mệt đứt hơi, chưa kịp ngủ đã gọi. Gọi cái gì, dậy đi, có việc gấp đây. Khi nghe rõ tiếng chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh, tôi liền ngồi bật dậy. Vốn lính chiến, quen những tình huống chiến đấu bất ngờ, nên nghe tiếng của cấp trên gọi là tôi tỉnh ngay. Tôi vội quờ tay, vớ luôn khẩu súng để trên đầu giường, nhảy xuống đất, vội vàng đeo giày để phóng đi luôn. Anh Doanh phỉ cười, mày định đi đâu đấy? Tôi ngơ ngác, chắc có bọn thám báo nó mò sang ạ. Thám báo nào? Cất súng đi, ra đây tao bảo. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh, anh ăn mặc khá chỉnh tề, tay cầm một cuộn giấy, nét mặt vui vẻ. Anh cười vì cái tính hấp tấp của tôi, cứ có ai gọi thì việc đầu tiên là tìm ngay khẩu súng. Có lẽ đó là tác phong của những người lính ở nơi đối diện với quân thù hàng ngày. Chúng tôi đã có mặt ở biên giới từ những ngày còn cùng nhau mặc quần áo dân thường đi rào biên giới, giành lại từng tấc đất, ném đá, đánh nhau bằng tay chân và gậy gộc với bọn lấn chiếm đất đai, cho đến lúc nổ ra chiến tranh, đấu súng, đấu pháo với chúng. Cho nên ai cũng có cái tác phong luôn luôn sẵn sàng ấy. Anh Doanh bảo tôi, đem ngay cuốn sổ ghi chép của mày ra đây. Tôi ấp úng, cuốn sổ nào ạ? Cuốn nhật ký mà mày vẫn ghi chép tình hình chiến sự hàng ngày trong thời gian đánh nhau ấy. Tôi vội chối, cuốn sổ em đốt nó cùng với các loại giấy tờ để đảm bảo bí mật theo lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Cái hôm trước khi vượt vòng vây quân địch ở Thông Nông sang Nguyên Bình rồi, còn đâu nữa ạ? Anh Doanh trừng mắt, mày đừng có nói dối. Tao biết hôm ấy mày đốt mỗi quyển sổ ghi các sáng tác văn thơ thôi, còn cuốn nhật ký ghi chép về tình hình chiến sự thì mày lén giấu trong người, mang nó ra đây ngay. Tôi cười hì hì, sao anh lại biết ạ? Tao biết, có chết mày cũng không bao giờ đốt cuốn sổ ấy đâu. Đem nó ra đây ngay, có việc cần đấy. Có việc gì mà lại liên quan đến cuốn nhật ký của em ạ? Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh vừa đặt tập giấy xuống cái bàn ghép bằng mấy miếng ván kê giữa nhà, vừa nói, tiểu đoàn 3 chúng ta được đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, do đó phải chuẩn bị một bản báo cáo thành tích trong chiến đấu vừa qua. Mày văn hay chữ tốt, lại chỉ huy mạng thông tin vô tuyến, nắm được toàn bộ diễn biến của các trận đánh, nên chiều nay không phải đi đào công sự nữa, mà ở nhà để giúp chỉ huy tiểu đoàn viết báo cáo thành tích trong chiến đấu vừa qua. Hiểu không? Tôi đã hiểu rồi. Tôi rút trong túi góc ba lô ra cuốn sổ nhỏ tự đóng bằng loại giấy đen, mặt nhẵn mặt trơn, lấm lem bùn đất. Tôi ngồi xuống cạnh anh Doanh, đặt lên bàn trước mặt anh cuốn nhật ký của mình. Tay tôi run run lật từng trang ghi chép trong chiến đấu. Anh Doanh cùng tôi đọc lại những trang viết vội vàng, mỗi ngày vài dòng tóm tắt tình hình trong những ngày gian khổ ác liệt ấy. Mấy ngày đầu còn ít mực tím thì tôi ghi rất rõ ràng, những ngày sau ghi bằng bút chì ở trên núi đá nhiều sương mù, mưa ẩm nên nhòe mờ rất khó đọc.
chính trị viên Hoàng Quốc Doanh lặng người đi khi đọc những câu văn cộc lốc, những con số ghi chép trần trụi trong cuốn nhật ký của tôi về những chiến công, về sự hy sinh của đồng đội. Những thông tin này trong khi chỉ huy chiến đấu chúng tôi cũng đã biết rất rõ, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy nhói lên trong tim. Chúng tôi hoàn thành bản báo cáo thành tích trong cuộc chiến đấu để cấp trên đề nghị xét phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng cho tiểu đoàn 3. Rồi đây, tiểu đoàn 3 chúng tôi trở thành một đơn vị anh hùng. Nhưng tự dưng tôi lại không thấy vui mừng mà chỉ thấy buồn man mác, một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khi biết bao nhiêu anh em đồng đội, bạn bè thân thiết đã không còn nữa để đón nhận sự vinh quang này. Chính trị viên tiểu đoàn dặn tôi không được bép xép chuyện tiểu đoàn trưởng không có mặt tại vị trí chỉ huy chiến đấu hôm 20 tháng 2, ngày mà bọn giặc tấn công ác liệt nhất vào thị trấn Sóc Giang. Anh không giải thích gì thêm, nhưng tôi hiểu nếu chuyện này lộ ra thì tiểu đoàn tôi sẽ không được phong tặng danh hiệu anh hùng. Không ai phong tặng cho một đơn vị mà người chỉ huy cao nhất của đơn vị ấy lại bỏ vị trí của mình khi tình huống chiến đấu cam go. Sau này tôi càng hiểu thêm, một người chỉ huy dũng cảm, mưu trí như chính trị viên Hoàng Quốc Doanh cũng không thể được phong tặng danh hiệu anh hùng. Bởi vì nếu đề nghị tặng danh hiệu anh hùng cho anh Doanh thì anh sẽ phải báo cáo về trận đánh mà anh chỉ huy chiến thắng bọn Trung Quốc xâm lược vang dội nhất ở thị trấn Sóc Giang ngày 20 tháng 2 năm 1979. Lúc ấy, cấp trên cơ quan thi đua khen thưởng, khi xem xét người ta sẽ đặt câu hỏi: hôm đó tiểu đoàn trưởng đi đâu mà chính trị viên tiểu đoàn phải trực tiếp chỉ huy chiến đấu? Như vậy sẽ lộ ra chuyện tiểu đoàn trưởng rời vị trí chỉ huy khi ác liệt nhất, và không khéo thì tất cả sẽ sôi hỏng bỏng không. Sau khi hoàn thành bản báo cáo thành tích, chính trị viên Hoàng Quốc Doanh còn dặn tôi: mày phải giữ cuốn sổ ghi chép này thật cẩn thận nhé. Năm 2018, khi về Trung đoàn 246 hội thảo về cuốn lịch sử của Trung đoàn, đồng chí Trung đoàn trưởng ngỏ ý muốn xin tôi tặng lại cuốn sổ ghi chép này để đưa vào phòng truyền thống của đơn vị, nhưng tôi từ chối. Đây chỉ là một cuốn sổ ghi chép trong chiến tranh của riêng tôi. Một người lính bình thường không nên trưng bày làm hiện vật lịch sử gì trong phòng truyền thống của Trung đoàn 246. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh đi rồi, anh em trong tiểu đội vẫn chưa đi đào công sự về, chỉ còn một mình tôi. Tự dưng nỗi buồn sâu thẳm ấy cứ dâng lên mãi trong tôi. Có một cơn dông gió đang cuồn cuộn dâng lên từ phía bắc. Mây đen vần vũ trên những đỉnh núi đá lởm chởm nơi biên thùy, nơi mảnh đất cuối cùng tổ quốc này, tiếng súng vẫn chưa một ngày lắng im. Sau chiến tranh, nhiều việc phải làm, tình hình biên giới vẫn căng như sợi dây đàn, bọn địch vẫn liên tục tung thám báo sang đất ta trinh sát, thỉnh thoảng hai bên lại xảy ra những vụ xung đột nổ súng lẻ tẻ. Vẫn có những người ngã xuống vì chạm súng hoặc vướng phải mìn bọn địch gài lại. Phía biên giới Hà Giang vẫn tiếp tục xảy ra những trận đánh lớn ở Vị Xuyên. Quân xâm lược phương Bắc hôm nay giống như cha ông chúng ngày xưa, chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính đô hộ nước ta. Tiểu đoàn 3 chúng tôi dần ổn định vị trí đóng quân. Những ngôi nhà nửa chìm nửa nổi trên chốt vừa là chỗ ăn nghỉ, vừa làm công sự chiến đấu khi cần thiết. Cùng với việc xây dựng trận địa, ổn định nơi ăn ở, các đơn vị bắt đầu việc bình xét khen thưởng những người có thành tích trong chiến đấu. Nhiều người được tặng huân huy chương chiến công, được thăng quân hàm vượt cấp nhờ những thành tích chiến công lập được. Một số cán bộ cũng được bổ nhiệm chức vụ mới, phần lớn là lên một chức. Anh em trong cơ quan tiểu đoàn bộ và các đại đội đều được thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ, được xem xét bồi dưỡng để kết nạp vào đảng, được cử đi học tập, đào tạo để làm cán bộ. Duy chỉ có một mình tôi là không được phong quân hàm để bạt chức vụ và khen thưởng gì. Thằng Lợi, tiểu đội trưởng hữu tuyến, có vẻ thắc mắc, nó nói: tại sao mày trong chiến đấu nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt mà lại chả được khen thưởng, thăng quân hàm, cất nhắc chức vụ gì nhỉ? Nói thật với mày, cũng là lính thông tin, tao biết
Nếu không có mày cùng anh em tiểu đội vô tuyến giữ vững được liên lạc trong mọi tình huống thì đơn vị ta không thể đánh và chiến thắng được. Đường dây của tiểu đội tao đứt liên tục, nối không kịp. Khi nó bao vây kín xung quanh thị trấn Sóc Giang thì chịu hẳn. Truyền đạt cũng không thể kịp với những tình huống chiến đấu rất khẩn trương. Tôi bảo nó, thôi mày ạ, sau chiến tranh còn giữ được cái chỗ đội nón để trở về quê quán là tốt lắm rồi. Thằng Lợi vẫn không chịu, nó băn khoăn. Tao vẫn không hiểu nguyên nhân gì mà sau chiến tranh mày trả được cái gì nhỉ? Tôi lắc đầu, quên chuyện khen thưởng của tao đi. Thế còn mày, nhận huy chương rồi, thăng quân hàm vượt cấp lên chức, có khao tao gì không? Thằng Lợi gật đầu. Hôm nào tao đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới, tao với mày phải chén một bữa, uống cho đã để chia tay nhé. Thằng Lợi nói mà vẻ mặt nó không vui. Tôi biết nó đang rất băn khoăn trăn trở, thắc mắc về câu chuyện của tôi. Tôi cũng thấy hơi buồn. Tôi nghĩ công lao của mình trong cuộc chiến đấu vừa qua cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc bao la, là một hạt nước giữa đại dương mênh mông. Nhưng thôi, mình chẳng được tặng thưởng cái gì thật to tát thì cũng không sao. Tôi chỉ ước mong mình được thăng lên một cấp quân hàm, từ hạ sĩ lên trung sĩ thôi cũng được. Để sau này khi xuất ngũ ra quân, về quê làm ruộng, mỗi lần bạn bè cùng trang lứa hỏi, tôi sẽ nói: trong cuộc chiến tranh biên giới tao cũng có công lao, được phong quân hàm từ hạ sĩ lên trung sĩ. Mặc dù nếu xét về niên hạn thì tôi cũng đeo quân hàm hạ sĩ gần 4 năm rồi, nhưng gắn chút lửa khói chiến tranh vào cũng thấy lòng mình đôi chút thanh thản. Chuyện không được khen thưởng tăng cấp đề bạt chức vụ như anh em khác khiến tôi cũng buồn đôi chút. Nhưng việc tôi quan tâm hơn sau chiến tranh là bắt đầu thu thập các tư liệu về cuộc chiến đấu vừa qua để hoàn thành tập ghi chép về chiến tranh của mình. Một cuộc chiến tranh, theo tôi nghĩ, nó sẽ được ghi dấu vào lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc ta. Tôi đã ghi chép được rất nhiều tư liệu quý. Lao động, huấn luyện, công tác mệt mỏi, nhưng ngày nào tôi cũng cố gắng dành thời gian để ghi lại những gì mình nghe được. Nhiều anh em chiến hữu đã cung cấp cho tôi nhiều những tư liệu tình tiết rất có giá trị, hấp dẫn trong cuộc chiến đấu vừa qua. Câu chuyện về bản thành tích của tiểu đoàn 3 mà tôi tham gia chấp bút và câu chuyện của riêng tôi là một góc khuất trong chiến tranh. Sau hơn 40 năm, tôi không còn ngại khi đề cập đến. Bây giờ mọi việc đã qua lâu rồi, buồn vui cũng chỉ là quá khứ, dù xương khói và hồn liệt sĩ vẫn còn quẩn quanh nơi biên ải xa xôi. Chuyện của tôi cứ ngỡ là sẽ dừng ở đó. Tôi muốn tập trung để hoàn thành tập ghi chép của mình. Cơ quan tiểu đoàn bộ rời khỏi khu vực Cốc Sâu Kép Ké về tại khu vực cơ quan huyện ủy Hà Quảng cũ. Toàn bộ cơ quan đầu não của huyện sau chiến tranh đã rời về khu vực bản giới. Đây là thị trấn huyện lỵ mới của huyện Hà Quảng. Sóc Giang bây giờ chỉ là một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Các cơ quan huyện lui về phía sau để đề phòng một cuộc chiến tranh mới xảy ra trong tương lai chăng? Nhưng riêng tôi thì nghĩ có lẽ sau cuộc chiến tranh, các cơ quan của huyện Hà Quảng trở lại Sóc Giang thì hay hơn. Nhưng thôi, đó là việc của địa phương. Nhân dân các bản biên giới và thị trấn Sóc Giang cũng đã trở về dọn dẹp, xây dựng lại nhà cửa, đường xá, các công trình dân sinh và tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống. Lán của trung đội thông tin chúng tôi làm ngay dưới chân hang huyện ủy, đối diện với nhà bưu điện thị trấn cũ. Chúng tôi nhặt nhạnh các thanh xà cột kèo trong các căn nhà bị bắn đổ, cháy dở của trụ sở huyện ủy, làm lán trại theo kiểu một mái, lợp bằng ngói máng cũng nhặt nhạnh tại các khu nhà cơ quan của thị trấn. Cùng với việc ổn định nơi ở, chúng tôi tiếp tục xây dựng trận địa phòng ngự, chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Các anh em cán bộ được thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ cao hơn, lần lượt lên đường đến đơn vị mới nhận nhiệm vụ. Trung đội trưởng Phạm Hoa Mùi và tiểu đội trưởng Hà Trung Lợi đã chuẩn bị đi nhậm chức. Bốn người đồng ngũ chúng tôi thì trong chiến tranh đã mất Nguyễn Văn Đam. Sắp tới Mùi và Lợi đi nốt
thì trung đội thông tin chỉ còn mình tôi là lính 75. Một buổi chiều chủ nhật, tôi, Phạm Hoa Mùi và Hà Trung Lợi ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện. Cả ba đều biết sẽ chẳng còn được ở cùng nhau lâu nữa. Ba thằng nói đủ thứ chuyện kể từ khi mới nhập ngũ cùng ở đại đội thông tin trung đoàn tại Đại Từ, Bắc Thái, đến những năm tháng quốc đất làm đường trên Hà Giang và về cuộc chiến tranh vừa qua. Nói chuyện lan man, cuối cùng lại quay về chuyện của tôi là tại sao trong cuộc chiến đấu vừa qua lại không được khen thưởng, lên quân hàm, bổ nhiệm chức tước gì cả. Tôi lại gạt đi. Thôi chúng mày ạ, tao chán chuyện này lắm rồi. Hai thằng mày đi rồi, chắc họ cũng sẽ cho tao ra quân thôi. Đời lính của tao chắc sắp chấm dứt rồi. Còn nguyên nhân tại sao thì ai mà biết được, và cần gì phải biết nữa. Có nguyên nhân cả đấy. Trợ lý tham mưu Bùi Đức Thọ vừa bước vào cửa nghe rõ câu chuyện của ba chúng tôi liền lên tiếng. Chúng tôi cùng quay ra cửa. Anh Thọ đang đeo ba lô trên vai. Anh được bổ nhiệm làm cán bộ đại đội. Anh cũng đến chào chia tay chúng tôi để về nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Đặt cái ba lô xuống sạp, anh Thọ chìa tay nắm tay tôi bóp chặt khiến tôi nhăn mặt. Đoạn anh ngập ngừng nói tiếp. Mày bị tố cáo là trong lúc thất lạc tách khỏi đội hình của tiểu đoàn rất vô kỷ luật, không chấp hành mệnh lệnh chỉ huy chung của người có quân hàm cao nhất, tự ý đưa bộ đội phối hợp cùng với dân quân ở Táp Ná, rồi còn nhiều chuyện nữa như để chiến sĩ dưới quyền vào bản tự ý lấy ngô lúa của dân. Tôi há hốc mồm ngỡ ngàng về những điều anh Thọ nói. Trong lúc bị thất lạc lang thang trong vòng vây của quân thù, bộ phận nào chả phải xuống các bản làng để kiếm tìm lương thực, nhặt củ khoai, củ sắn, bắp ngô của dân để lại mà ăn cho có sức mà chiến đấu, mà tìm về đơn vị cũ. Vì lúc đó có được tiếp tế gì đâu. Nhưng nếu nói như thế này thì tôi quả là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thật rồi. Tôi chợt thấy lo lắng hoang mang. Anh Thọ ngần ngừ một lát rồi nói thêm. Nghiêm trọng nhất là mày còn bị tố cáo trong lúc đang bị quân địch bao vây, còn sử dụng cả thuốc phiện nữa đấy. Tôi càng thêm kinh ngạc khi anh Thọ cho biết là những sai phạm của tôi đã được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp của cán bộ lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn, đánh giá bình xét công lao thành tích của tập thể cá nhân trong chiến đấu vừa qua. Anh Thọ không nói, nhưng tôi hiểu rồi, người nêu ra những khuyết điểm của tôi chắc chắn không phải ai khác, chính là Trung úy Tuân. Tôi cũng chợt hiểu là vì sao mọi chuyện anh ấy đều đổ hết cho tôi. Tôi cũng không thể giải thích được, vì có ai hỏi lại tôi xem những chuyện ấy sai đúng thế nào đâu mà phân bua sai đúng. Mọi việc cứ âm thầm diễn ra ở đâu đó thế thôi. Đại đội trưởng Tuân cũng đã được thăng quân hàm thượng úy và bổ nhiệm giữ chức vụ tiểu đoàn phó. Hiện giờ thì anh ấy cũng đã đi nhận nhiệm vụ tại một đơn vị huấn luyện ở tuyến sau, mãi dưới tận Hòa An, gần thị xã Cao Bằng. Lúc tạm biệt để lên đường, anh Thọ cũng vẫn có vẻ ái ngại và băn khoăn cho tôi. Tôi cố gượng cười. Thôi, chuyện qua rồi, chả việc gì phải suy nghĩ mãi nữa. Chúc anh lên đường nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục công thành danh toại, thăng quan tiến chức đều đều như diều gặp gió nhé. Anh Thọ đi rồi, câu chuyện giữa tôi, Lợi và Mùi cũng tạm dừng vì sắp đến giờ sinh hoạt điểm danh buổi tối. Tôi chợt thấy lòng mình trống trải và buồn quá. Tôi đi bộ một lát qua nhà bưu điện cũ, ra phía con đường vào bản Nà Nghiền. Bất ngờ tôi gặp chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh đi từ phía Nà Cháo lên. Tôi chào anh. Anh Doanh nhìn tôi định nói điều gì xong lại thôi. Nghe nói chính trị viên Hoàng Quốc Doanh đã được thăng quân hàm và bổ nhiệm chức vụ cấp chỉ huy trung đoàn, nhưng anh chưa đi vì còn một số công việc chưa bàn giao xong. Tôi muốn chúc mừng anh được thăng cấp lên chức nhưng cũng ngại lại thôi. Tôi cũng đoán anh Doanh định động viên tôi, an ủi tôi, nhưng gặp giữa đường thế này thì không tiện nói. Còn tôi hiểu, mọi sự đã an bài, tôi chỉ lo lắng tiếp diễn không hay sẽ xảy ra,
bởi vì có những chuyện chả bao giờ phân định đúng sai một cách thật rõ ràng được đâu. Chiến tranh bản chất vốn dĩ đã hàm chứa sự phi lý, thì những người tham chiến đừng nên bao giờ đòi hỏi sẽ có một sự hợp lý tuyệt đối. Nếu nâng quan điểm lên thì là tôi sai phạm rất rõ ràng. Sai ở chỗ là đã không chấp hành nghiêm túc mọi mệnh lệnh của người chỉ huy cao nhất theo điều lệnh chiến đấu của quân đội. Khi bọn địch bao vây ở Táp Ná, tôi không chịu rút lui ngay, còn cố tìm cách ở lại tham gia chiến đấu cùng với dân quân. Sai nhất là ở chỗ để cho bộ đội tự ý lấy ngô lúa bắt cá của dân. Bây giờ bà con dân bản có bỏ qua thì cũng vẫn là vi phạm kỷ luật dân vận. Nên nếu điều tra xác minh rõ ràng thì mình có khi lại nặng tội thêm. Tự suy luận, tôi lại càng thấy lo lắng nhiều hơn. Thời gian này ở hướng Lạng Sơn có một chiến sĩ phải ra tòa án binh vì đã dùng súng bắn một con bò của nhân dân lấy thịt ăn. Chuyện của tôi chắc không đến nỗi phải ra tòa án binh, nhưng mà lỡ bị cảnh cáo, khiển trách hay phê bình, thời ấy chưa có hình thức phê bình nghiêm khắc như hiện nay, thì cũng rất dở. Vào quân ngũ, người ta được khen thưởng mà mình bị kỷ luật thì còn ra làm sao nữa. Nỗi lo lắng ấy khiến tôi cứ thấp thỏm hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.